Tháng 11, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân được triển khai chặt chẽ, toàn diện, hoàn thành toàn bộ chương trình kế hoạch, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Nổi bật là công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tổ chức diễn tập tác chiến trên không gian mạng, hoàn chỉnh báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương về đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Bên cạnh đó, đã xây dựng dự thảo nghị quyết của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2023. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định. Các cơ quan, đơn vị, hệ thống báo chí, quân đội tích cực tuyên truyền đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu các cơ quan, đơn vị dồn toàn lực thực hiện tốt nhiệm vụ tháng 12, trọng tâm là học tập quán triệt triển khai nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 cho các đối tượng, tổng kết nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022, đẩy mạnh công tác thi đua, tuyên truyền, hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 50 năm chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không. Cùng với đó, phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, nhất là hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2023.